Xin chào bạn Tô Tú. Thì video này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một số công cụ draw là bằng công cụ vẽ bên đây nè. Thì video trước chúng ta đã vẽ một số hình cơ bản đơn giản như rồi. Thì với tô màu đó, thì chúng ta sẽ coi cái công cụ draw vẽ nè bạn. Tôi quên nói các bạn là đây nó sẽ có hai cái nút đánh dấu check, điều là tự động tô màu nền và tự động tô viền nè. Nhưng mà khi bạn vẽ một đối tượng bất kỳ á, thì nó sẽ có được cái nền với cái viền rồi nè. Bây giờ cái nền với cái viền. Nếu bạn không đánh dấu check gì đây á thì chúng ta sẽ vẽ một đối tượng không có cái nền. Bây giờ bỏ dấu check đây á thì nghĩa là vẽ đối tượng không có viền. Này, ta sẽ vẽ nè. Ngay kia kia có nền đây chứ không có viền. Thì bởi vì ta nói các bạn á, nhưng khi học cái này bạn phải quan vẽ trong cái mô hô, bạn quan trọng á là bạn phải phân biệt được là khi ta vẽ thì nó bao gồm hai yếu tố. Một là những cái điểm point, là những điểm màu đỏ nè, hai là những cái phần nền. Nền thì ý tôi nói là cái sáp nó bao gồm là cái nền và cái đường viền luôn, nó phân biệt cho rõ hai cái đó ha. Thì khi mà bạn không có đánh dấu check dưới đây bạn vẽ thì sao bạn? Bạn vẽ nè thì nó sẽ không có cái nền với cái viền luôn, nhưng mà thực chất đó, nó có cái những cái point như thế này. Thì sau này á ta có thể tạo ra cái nền cái sáp được bạn, bằng cách là bạn sẽ lít vô đây, đây lít vô đây, sau đó bạn bạn lít vô cái chữ red sáp đây, nó thì nó sẽ tạo cho chúng ta một đối tượng mới có cái sáp. Đại khái là phân biệt cho rõ là cái điểm là gì và cái nền với cái shot là cái gì, ta gọi chung là sáp. Rồi sau khi vẽ giờ chúng ta sẽ thực hiện một số cái thao tác cơ bản bên đây nè bạn. Tương với cái công cụ nào bên đây thì bạn sẽ thấy bằng range radio thì nó sẽ có tên tiếng Anh của nó với cái phần phím tắt trong ngoặc đơn á. Tương với những cái phím mà tôi đã chia sẻ bằng cái file mà tải tài liệu học về nè. Điều hướng rồi các thao tác thường dùng nè. Shift để vẽ hình tròn thẳng như nè. Giống như nãy người ta vẽ, tôi quên hướng dẫn bạn kết hợp những cái này, shift on nè. Tuy nhiên khi người ta vẽ gì, bạn muốn xóa hết đúng không? Cho nó bớt rối thì bạn nhấn Ctrl A, đang ở công cụ làm được công cụ quét chọn nè. Ctrl A là chọn hết tất cả những cái điểm. Tôi đang chọn công cụ quét chọn ha. Sau đó bạn có thể nhấn cái phím delete trên bàn phím bạn cho nhanh. Không thì bạn nhấn delete em được. Tôi nhấn delete. Đó. Rồi. Thì quay lại đây là những cái công cụ vẽ nè. Khi ta vẽ hình này thì bình thường bạn vẽ nó sẽ là hình clip gì hoặc bằng gì, nhưng mà khi bạn giữ phím shift á, thì nó ra hình tròn, thấy chưa? Do nãy người ta chưa đánh dấu check vô đây nè bạn, nên nó chưa có hình, nó đánh dấu check như lại chưa có hình nào. Giữ phím shift ra hình tròn, nhớ lưu ý nhấn Ctrl Z hay Ctrl G bạn, thì nó sẽ undo ha. Undo quay lại thao tác trước. Ctrl shift shift Z á, là redo. Rồi. Khi người ta vẽ thì bạn lưu ý là khi người ta bạn giữ cái phím shift là ra hình tròn ha, còn bạn kết hợp trên phím alt left là gì bạn, là cái vị trí bắt đầu bạn vẽ thì nó là tại tâm, nó hoàn toàn tương tự như khi chúng ta sử dụng những phần mềm vẽ vector như Illustrator, Corel thôi. Mỗi phần mềm nó sẽ có hai cái phím thông dụng, dùng như phím shift là phím alt, trong trường hợp này là phím shift là vẽ hình tròn, phím alt là vẽ tại tâm. Còn nếu vẽ hình tứ giác này, nếu bạn giữ phím shift thì sẽ ra là hình vuông nè, bình thường vẽ hình chữ nhật đúng không, hình chữ nhật nè, chữ viết shift thì nó sẽ ra hình vuông. Còn chữ on nó là tại vị trí tâm này là bạn, nó sẽ điểm bắt đầu ta vẽ nó sẽ thành tâm. Chữ phím alt left bạn hay đọc là phím a nữa ha, on đó. Ok ha, những thao tác cơ bản thôi nên, nhưng mà chúng ta cũng phải biết. Ctrl A chọn hết tất cả, delete là xóa, escape là bỏ thao tác ta đang làm, Ctrl C Ctrl V là copy nhanh, Ctrl Z hay là Ctrl G gì đó, Ctrl Shift G, undo redo. Đó. Ví dụ như bạn chọn cái này đi, bạn sẽ cái công cụ đầu tiên là công cụ chọn là bạn quét chọn đây, bạn nhấn Ctrl C, Ctrl V, anh ta đã copy dán một đối tượng mới đó, bạn lít cho bạn ra ra nè, thấy chưa? Rồi tiếp theo đó thì chúng ta sẽ tới cái công cụ đầu tiên này là công cụ chọn hai ba ha, công cụ này bạn phải thuộc lòng cho tôi, phím tắt là chữ EG hay gì đó. Chữ ghi á, đây nè, đem dùng để chọn các điểm các bạn, chọn các điểm đó. Quét chọn giống như là bên Illustrator quét chọn như thôi. Rồi và chọn đây á, thì nó có một cái tùy chọn là bạn thấy người ta đã lúc người ta không có chọn theo dạng quét như gì mà người ta chọn theo tùy chọn là vẽ một cái hình bất kỳ á, thì ta sử dụng cái công cụ nè Lasso Mode, nó như Photoshop vậy, vẽ vùng chọn. Rồi bạn sẽ hồi nãy tao chọn là người ta lít chữ trái không buông ha, lít chữ trái không buông để tạo ra cái hình chữ nhật như vậy, nó buông trái ra. Rồi, ok ha. Rồi, ví dụ như công cụ chọn nè, ta click vô đây,
thì ta sẽ vẽ được cái hình tùy ý nè, cho ta lít giữa trái combo như bạn vẽ. Bạn muốn vẽ cái hình như thế nào cũng được, thì tất cả những cái điểm nào đó trong cái hình bạn vẽ này thì nó được chọn. Anh cho nó chọn 4 điểm rồi đó. Ok ha. Thì lúc bạn thấy những cái anh chị nước ngoài á, người ta hướng dẫn người ta sẽ thích dùng cái này hơn. Tại cái này nó vẽ những cái trường hợp phức tạp, ví dụ như ta không muốn vẽ cái điểm này đi, ta bỏ qua cái điểm này, ta chỉ vẽ ra 3 điểm này nè. Hoặc ta vẽ 2 điểm đầu, giờ hoặc ta chỉ muốn là 3 điểm này thôi, bỏ cái điểm góc dưới đó thì ta chỉ vẽ 3 điểm này thôi. Thấy chưa? Công cụ này nó rất là linh hoạt. Rồi. Còn đây là chức năng lật các bạn. Lật trái, lật phải, ví dụ như trong trường hợp tôi bỏ cái này đi. Ta có cái hình nào đó nó không có đối xứng, ví dụ như ta có cái hình nào. Hình nào cũng được, ví dụ tôi vẽ đại cái gì nữa bạn thấy không? Tôi xin lỗi. Rồi tôi cố tình tôi vẽ cái hình gì đó cho nó không đối xứng đi. Rồi. Thì tôi, khi bạn chọn nó nè. Tôi xin lỗi. Khi bạn chọn nó thì bạn thấy đây nó có cái phần lật á, lật qua trái lật phải nè, đây lật theo phương ngang, bây giờ lật phương ngang này là lật theo phương dọc nè, lên xuống, rồi cứ từ từ thoải mái mà chúng ta làm. Rồi những cái này chỉ đơn giản như thôi. Rồi công cụ đầu tiên là công cụ chọn là xong rồi bạn ha. Tiếp theo ta sẽ tới cái công cụ tiếp theo là công cụ transform point, như là công cụ công cụ đầu tiên là select point các bạn, là công cụ chọn chữ ghi chữ g. Tiếp theo là công cụ transform point là chữ t á, là chúng ta sẽ được quyền thực hiện ba thao tác. Hầu như cái phần mềm nào cũng vậy, nó sẽ có thuộc lòng ba cái thao tác này là thay đổi vị trí, tỷ lệ, xoay. Giống như cái câu thần chú vậy, phần mềm nào tôi cũng thuộc lòng ba cái đó. Bất kỳ cái nào cũng phải có cái thay đổi vị trí, tỷ lệ, xoay. Thay đổi vị trí nghĩa là khi bạn chọn một đối tượng, bạn click, bạn di chuyển được nó rồi thay đổi vị trí. Cái thứ hai là tỷ lệ, nghĩa là nó sẽ phải là phóng to thu nhỏ theo các hướng, ví dụ như là theo hướng bên hông nè, ngang ngang đây. Lưu ý là bạn click vô những cái điểm chấm ở bên trong đây nè bạn, chứ không click ở bên ngoài. Điểm chấm bên trong đây bạn click vô nó thì bạn rê theo phương ngang, theo phương xéo, to nhỏ, đại khái là tỷ lệ là to nhỏ đó. Rồi còn khi bạn click gì mà bạn giữ cái phím Alt Select thì nó sẽ là to giãn cùng hai bên luôn bạn. Còn nếu bạn click đây thì chỉ to giãn được bên tay phải thôi, còn đây là chỉ to giãn được bên tay trái thôi. Còn khi bạn giữ Alt Select là đối xứng tại tâm á, thì nó sẽ là co giãn được hai phía luôn, hai phía đối xứng nhau luôn. Lưu ý ha, cái này cũng vậy, ví dụ bạn giữ Alt Select thì nó sẽ là co giãn tại tâm, khi ta click vô cái đường xéo nè. Rồi vị trí tỷ lệ, còn xoay sao bạn? Xoay khi bạn rê lên trên cái đâu đâu gần cái góc này nè, bạn sẽ nhìn kỹ chỗ chuột của tôi á, cái này nó hơi nhỏ ta. À, không được, mà nhìn kỹ chỗ chuột tôi này nó sẽ có hiển thị cái hình cái vòng tròn mà cái hướng xoay á, thì bạn click gì đó thì nó sẽ xoay. Đó. Ok ha. Rồi tôi hoàn thành được cái việc mà thao tác thay đổi được vị trí, tỷ lệ xoay một đối tượng rồi, sử dụng công cụ transform chữ T đây. Ví dụ như bỏ chọn thì nhấn cái chữ Escape, cái phím mà ESC mà trên cùng đó bạn, trên cùng bàn phím bạn á, cái chữ này nè. Rồi ví dụ như tôi click chữ đó, chữ T, click chữ đây đó. Ok, thì là, này là trường hợp chúng ta di chuyển nguyên một đối tượng mà bạn click vô này, di chuyển nguyên đối tượng. Còn trường hợp bạn muốn bạn bây giờ chúng ta làm trực tiếp trên màn hình, làm trực quan á. Còn trường hợp các bạn muốn con số chính xác đó, thì bạn nhìn kỹ ở trên cái giao diện này nè, phần thuộc tính của công cụ nè, tôi nói rồi, khi bạn chọn bất kỳ công cụ nào bạn nhìn lên trên nó sẽ có phần thuộc tính đó, và những cái dòng trên cùng nè, như đây là thay đổi cái trục x nè, đây là trục y, nó bạn nhập con số nào, ví dụ như y cho bằng 1 đi, bằng 2 chứ, enter thì nó sẽ chạy qua y bằng 2. Bây giờ nó sẽ theo cái hướng này nè bạn, y hướng lên là trục dương, y hướng qua phải là trục dương. Ở giờ x không phải là trục dương ha. Đó, đây là x, đây là y. Ok. Rồi. Đó là vị trí tỷ lệ, thì đây nó đang tỷ lệ 11 x bằng 1 y bằng 1 nè. Vô tôi cho tỷ lệ là x bằng 2. Bây giờ cái giãn y bằng 2. Rồi, còn góc xoay như vậy thì mặc định đang là bằng 0. Thì đây hình như là nó tôi vô tôi cho xoay 30 độ đi.
cái mặc định của đây bạn nó là xây theo ngược chiều kim đồng hồ ha. Ngược chiều kim đồng hồ nghĩa là xây gì nè, dường như chúng ta có hai trục tọa độ giống như toán học chúng ta thôi. Đây trục x trục y đây xây theo chiều này bạn, ngược chiều kim đồng hồ và theo chiều dương của nó, lưu ý kỹ ha. Như tôi nhập vô đây con số là 30 độ thì bạn xoáy nó sẽ xoay 30 độ theo ngược chiều kim đồng hồ, thấy chưa? Khi xoay xong mặc định nó sẽ quay về trạng thái không vậy. Rồi, tiếp theo tới cái này nó sẽ có những cái thuộc tính tự động là bạn, tự động viền, tự động thì bạn cứ để mặc định đi. Thì nó cũng có cái phần là lật ngang, lật dọc nè. Ok. Rồi, còn trong đây một cái nữa là khi dụ khi bạn chọn cái này đi thì bạn nhấp vô gần tâm á, thì nó sẽ chọn nguyên cái đối tượng này. Bạn nhấn phím Escape là thoát chọn. Còn cái điều nữa là khi mà chúng ta muốn nãy giờ chúng ta làm á là chúng ta chỉnh sửa nguyên đối tượng đúng không? Giờ chúng ta chỉ muốn chỉnh sửa một điểm thôi. Những điểm point đó bạn thì bằng cách là bạn rê lên gần gần cái điểm đó. Không cần chính xác là bạn gần gần thôi. Còn lít thì bạn thấy không? Khi ta lít chuột trái thì tự động nó sẽ chọn đúng cái điểm point đó màu đỏ đó. Rồi bạn thực hiện cái việc di chuyển. Nó di chuyển ở đâu cũng được tùy các bạn. Lưu ý ha, không cần chính xác đâu, xa xa như gì nó cũng hiểu nữa, thấy chưa? Nó còn gần gì thôi, nó rất là dễ bạn thấy không? Còn lít thì bằng lôi thôi. Nhưng điểm này do nó đang ở cái điểm điểm thì nó sẽ có hai dạng, một là cái dạng đường nhọn như này, đường thẳng line á, hai là cái dạng đường cong curve, thấy chưa? Thì cái đó từ từ tính sao đi, hiện tại nó đang là dạng đường line. Ok ha. Rồi video này chắc cũng hơi dài rồi, ta ngưng được đi. Quay rồi sau ta sẽ tiếp những cái công cụ tiếp theo mà. Là tôi Tú đang dẫn các bạn trên trang web là fangiumtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.